Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng. Theo thông tin của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29 ngày 10 tháng 8 năm 2023. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, điều chỉnh trữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Ngày 23 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.